Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay sẵn tôi có thu mấy miếng men của dòng HB 840 G1. Thì sẵn có men zin, men sắt zin thì tôi sẽ phân tích cho chúng ta về cái nguyên lý hoạt động. Nếu những bạn nào mà có học laptop mà chúng ta chưa có men thực hành, có thể là chúng ta sử dụng video này kết hợp với men này để các bạn thực hành ha. Thì đối với men tôi vừa thanh lý về thì nó rất là nó như hoàn toàn nó zin ha. Zin. Thì men này nó có cái bo nguồn trên trên men cho nên là rất tiện cho những bạn mà mới tập tành sửa chữa ha. Rồi. Thì đối về men bo laptop thì các bạn phải nhớ được cái trình tự hoạt động của nó. Là tất nhiên từ cái khối nguồn đầu vào, tôi sẽ phân tích tổng quát cho chúng ta. Từ khối nguồn đầu vào nó có tên là trên cái giắt nguồn adapter chúng ta đó, thì là ở đây là nó ghi cái tên hai m. Tôi sẽ lấy cái men thực tế ha. Giắt nguồn DC nó có tên nó là D6035, nó gần con D6035. Và cái giắc nó chính là giắc 6000 ha, giắc 6000. Tôi để ở đây là giắc 6000. 6000. Thì đây. Đây là chính là cái giắc mà chúng ta cắm adapter vào. Thì các bạn thấy là nó có những cái chân điện áp và chân mát. Thì 5 4 5 6 7 8 là chân mát. 1 và 3 chính là cái chân mà đó là nguồn adapter cấp vô. Còn chân số 2 chính là chân kim, chân nhận dạng cái lemé single thì tín hiệu của adapter. Thì đối với cái tín hiệu này là sau khi mà khối nguồn trời trong là khối nguồn tiến tính trong IC35 hoạt động thì khối này mới xuất hiện ha. Rồi ở đây các bạn thấy khi mà nguồn adapter đi qua L6035 thì ở đây chúng ta thấy đó là nó lấy cái tên đó là PVADVTR. Rồi, thì đây là khối nguồn adapter nó sẽ đi qua. Chúng ta xem thử đó là main board chúng ta cấu trúc những con phép nghịch hay là những con phép thuận. Thì ở đây các bạn thấy là tôi sẽ dò tiếp. Chúng ta sẽ dò tiếp ha. Rồi tôi sẽ lấy cái tên này cho dễ. Thì đối với mainboard này có SMA thì rất là tiện lợi cho chúng ta học hỏi ha và thực hành. Rồi ở đây là đi về đây, chúng ta xem thử nó đi về đâu nữa. Đây là IC quản lý sạc đây, tất nhiên là nó đi về đây các bạn. Nó đi về ngay cái chỗ khu vực đó là con phép, đây là phép thuận. À, đây là phép thuận à, nhưng người ta gắn cái cực S của nó là từ cái khối adapter đi vào, cho nên mà để cho điện áp và dòng tải đổ từ S sang D thì các bạn phải nhớ là công thức đổ dòng cực đại của MOSFET, điều kiện đổ dòng cực đại đó là VG phải lớn hơn VS, và đương nhiên để cho mà điện áp ở cực G lớn hơn điện áp adapter thì chỉ có đi qua từ một con IC ha, một IC ổn áp hoặc là một cái con IC có tích hợp bởi một cái mạch so sánh để điều khiển về cực G. Thì đối về dòng main laptop thì đó chính là con IC sạc. Các bạn nhớ đó là IC sạc. Đây IC sạc nó sẽ mở ra một cái lệnh để điều khiển về cho adapter.